Em biết là galbijjim đúng không? Đúng rồi. Galbijjim. Cái đó rất là ngon. Đó là một cái sườn xong rồi chấm phô mai. Đúng không anh có đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà rất là cay. Hồi lúc em ăn. Hồi lúc em ăn mà ăn cấp 1 quá nha, là cấp 1 nó không cay lắm. Mà cay rất là cay. Chị ăn cấp 7 chắc khóc luôn á. Thiệt. Cay hơn mì cay luôn á. Ăn cấp 1 dẹp chip rồ cũng kêu là cay thiệt. Thiệt. Thiệt hả anh? Cay lắm hả? Anh chưa bao giờ ăn. Ủa cái đám món nó nổi tiếng mà anh. Nhưng mà anh chưa bao giờ ăn ở đây. Chỗ đó ngon lắm. Không tin được, cấp 1 mà cay gì. Đúng không? Hỏi dẹp chip rồ đi. Không phải là không ăn cay được. Đúng rồi, không ăn cay được. Dẹp chip rồ ăn cay được mà. Nhưng mà dẹp chip rồ cũng nói bởi cay. Bởi vì em nói cay nên dẹp chip rồ nói cay thôi. Không. Nè. Mình ăn cái này anh, cái này không có phô mai đúng không? Ừ. Lúc tôi em ăn cái gì? Có phô mai. Có phô mai. Chắc là lúc trước em ăn thịt heo đúng không? Đúng rồi. Cái này thịt bò. Thịt bò. Em thích ăn cái gì mà gặm gặm xương á ba. Bao nhiêu? 3. Cấp 3. Ok, thì cấp 3 nha. Dạ. Đậu hũ. Ngon lắm, ăn thử đi. Em biết người Hàn quá ta. Giới thiệu cho Lily. Cái này là ở đâu ta? Ở Busan. Không, Daegu. Ở đâu? Ở Daegu, đúng không anh? Anh không biết hả? Anh không biết. Thì lúc trước đi ăn em nhớ là như vậy. Sợ. Ăn cái này, dập trước rồi, dập rồi nói. Ăn cái này, ăn thử đi. Nhưng mà cái này giống đậu hũ của Việt Nam á anh. Tôm hũ thì giống nhau mà. Chè đậu hũ ăn với lại nước đường á. Nhưng mà cái này là ăn với nước tương. Trời giỏi quá ta. Nè, cảm ơn. Chan cái này vô. Hết ngọt rồi. Cái này bây giờ làm mặn. Người Hàn Quốc là ăn như vậy. Cái này không ngọt mà. Hoặc không ăn với nước đường ha. Đúng rồi. Ở Việt Nam là ăn với nước đường. Nước đường với lại chân châu á, giống như trong trà sữa. Vui mãi sớt. Mãi sớt rồi á. Nghe cho nèo dù. Y. À tu. Tu 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 bún học có sôi ạ. Tu kurut. Để tu kurut học có sôi ạ. Nói tiếng Hàn đi ngon. Giỏi tiếng Hàn Quốc lắm nha. Lily, Hàn Quốc rồi à? Hàn Quốc. Hàn Quốc. Hàn Quốc rồi. Y cơ mà xí sao. Hơi điệu. Không, cái này là tự nhiên. Tự nhiên. Ok. Tiếng tự nhiên của em. Nhưng mà hơi điệu. Nói nữa đi. Dễ thương. Ico mùi dẻo. Ico nước tương dẻo. Cảnh trang dẻo. Cảnh trang dẻo. Cảnh trang dẻo. Cảnh trang. Cảnh trang. Cảnh trang. Ico cảnh trang dẻo. Ico ico tuku dẻo. Anh hiểu mà đúng không? Hiểu hiểu. 그럼 이건 뭐예요? 이거? 이거? 이거 샐러드 예요. 문 디스 주세요. 아 디스. 아 물 티슈 주세요. 근데 한 발라 물 마. 디스. 휴지. 오, 정말 정말. 너무 힘아 디스 못 들어 말 너무. 티슈 못 들어 말. 띵 할라 휴지. 휴지. Em nói chị Lily là tại sao không nói tiếng Hàn, nói tiếng Hàn đi dễ thương mà, chị kêu ngại lắm. Tại vì khi mà em nói là mọi người cười thôi à. Tại vì dễ thương cho nên là người ta cười. Như vậy thôi. Thôi một câu. 아니에요. 왜요? 맛있어요. 왜냐면 고기 먹어요. 아. 그러고요. 안 먹어요. 먹자. 안 먹어요. 고기 기다려요. Chúng ta nói tiếng Hàn không nha. Áp lực à. Áp lực. Nếu mà nói tiếng Việt là bị đánh một cái nha. Từ bây giờ luôn, từ bây giờ luôn. Giọng ngô, giọng ngô tôi không thể. Ấm mà. Không, hẳn cứ ủi. Mê rong mê rong. Mê rong mê rong. Mẹ ăn phải không?
이제 그만 썸 썸 이거 뭐예요? 이거 매운 소 갈비찜이에요. 오. 무슨 뜨거? 무슨 뜨거? 아니, 안 그 이거 안 그 뜨거? 왜 그? 그 깨우 뒤. 까라. 뭔 안. 그거? 엔돌라 저기요. 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 오. 예, 무슨 뜨거? 야. 야. 조심히 해요. 네. 동생아. 동생아. 우리 친구야. 맛있게 드세요. 예. 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. 까른다. 매워요? 조금 매워요. 어때요? 엄청 매워요. 엄청 매워요? 조금 매워요? 진짜요? 밥이랑 먹어요. 조금씩 조금씩. 그 아 맞죠? 네. 부드러워요. 부드러워요? 네. 근데 막 cái này, cái này nó đỡ cay hơn cái miếng. Đúng không? Tại vì cái miếng là nhiều sốt thôi. Cay. Nhưng mà cay rồi còn chấm tương ớt nữa. Ngon lắm. Đau quá. Chưa cơ bơi. Chắc là Linh thì lần sau ăn thử cấp 5 luôn. Cấp 5 là cấp cay nhất đúng không anh? Đúng rồi. Em nghĩ chắc là cay lắm. Nhưng mà cái này chị không thấy cay hả? Không. Vậy thì chị ăn cấp 5 đi. Nếu không cay thì chấm cái này nè. Nhưng mà chị thích ăn tương ớt hơn. Ừ. Nhưng mà chấm thử coi thì sao. Này sốt cay đúng không? Cay không? Cay. Nhưng mà chịu được. Anh đang chừng rùng với ta. Cái chân bình tĩnh, bình tĩnh à. Y cơ chê, y cơ chê chui mi. Yêu. Y cơ chê chui mi. Thì lần sau thì em ăn thử cấp 5 nha. Cấp 5. Ok.
Nhưng mà nếu mà chị ăn cay không thì chị đi vệ sinh chị cảm giác như thế nào? Bình thường à? Thì có. Nhanh lắm. Nhanh lắm. Không có gì là khó cả.